Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sắp xếp họ tên trong Excel. Giả sử như ở đây tôi có một bảng dữ liệu, và trong bảng dữ liệu của tôi á, nó chứa cột là tên nhân viên. Bây giờ tôi muốn là sắp xếp tên nhân viên theo vần ABC thì tôi sẽ làm như sau. Thì ban đầu bạn quan sát này, ở cột tên nhân viên của tôi á, nó có cả họ log và tên. Bây giờ nếu mà tôi để như thế này á, rất là khó sắp xếp tên. Thay vì vậy tôi sẽ tiến hành là tắt cột tên ra để tôi tiến hành là sắp xếp. Thì ở đây á, tôi sẽ thêm một cột nữa này. Bây giờ tôi sẽ nhập là tên chẳng hạn. Sau đó ở đây tôi sẽ tắt tên ra. Ở đây người đầu tiên là Đạt thì tôi sẽ nhập là Đạt này. Sau đó tôi sẽ bấm chọn vào người đầu tiên, vào tab data và chọn vào dòng là flat field thì nó sẽ tắt tên ra. Sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là sắp xếp theo tên. Thì để sắp xếp theo tên đó, đầu tiên tôi sẽ quét chọn toàn bộ dữ liệu này, vào tab data và các bạn chọn vào filter này. Các bạn chọn vào. Rồi bây giờ tôi muốn là sắp xếp theo tên đó, thì ở cột tên này tôi bấm vào mũi tên chỉ xuống và tôi chọn là sắp xếp từ A tới Z này. Đó, các bạn thấy không? Lúc này nó đã sắp xếp rồi theo vần ABC. Rồi sau khi sắp xếp đúng tên mà tôi muốn rồi thì tôi sẽ tiến hành là xóa cột tên đi, và sau đó tôi sẽ tiến hành là đánh lại số thứ tự. Đó, bạn thấy không? Cực nhanh luôn. Lúc này tôi đã sắp xếp được tên theo vần ABC trong bảng dữ liệu này. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn các sắp xếp họ tên trong Excel. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn mọi người.